lắm cuộc đời. 20 năm đầu sống không bao lâu, 20 năm sau thì con là bao. Ơ lạ nhỉ, cái ông bát hôm nay giờ này mà chưa dậy nhỉ. Ông bát ơi, ông bát ơi, giờ này còn chưa dậy, đã thế thì cho 500 music tập thể dục cho lở cơ, lở phổi các bác. Ơi trời ơi, 60 chưa mà vẫn hơn hớn ra như thế. Ấy ấy ấy, 60 chưa phải là già, 60 là tuổi mới qua dậy thì, 65 mới tuổi thiếu nhi, 70 là tuổi mới đi vào đời, 75 hết tuổi ăn chơi, 80 là tuổi yêu người, này, yêu hoa các bác ạ. Ôi chết 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 chết, sung quá, em quên mất cái món này. Ui giời ơi, lủng lặc quá, em quên mất cái món này, em phải đi tầm gửi này, vừa nhanh này, vừa tiện này, nhanh như điện mà tiện như quần chun. Quả này thao mà ngửi, có một mùi thơm như thế. Ai trong đời chẳng uống rượu, mà đã uống rượu là phải say. Đang trên giường làm với vợ, bạn gọi nhậu là ta đi ngay. Bà lớn đâu? Mụ lớn đâu rồi? Con mụ vợ chỉ biết đẻ một đàn bươm bướm đâu. Lại đây tôi bảo đây. Cũng tại mụ không đẻ cho tôi được thằng cu, để hôm nay tôi đi ăn cỗ, mấy cái lão trong họ chọc ngoáy rồi coi thường tôi, xếp tôi xuống ngồi mâm dưới. Nhục, nhục, nhục lắm. Kỳ lại về là mụ phải đẻ cho tôi thằng cu. Bà lớn đâu? Bà lớn đâu? Ôi trời ơi, đẹp mặt chưa? Lại say rồi à? Đẹp mặt chưa? Đẹp mặt chưa? Đấy, các bác thấy xem có ai khổ như em không? Chị em ngày ngày đổi mới, nào thì yoga, nào thì aerobic, nào thì đi tập dân vũ. Còn tôi thì sao? Thì sao nữa? Sáng thì cắm mặt xuống đất, chiều thì chổng phau câu lên trời, còn sao nữa? Bảo rồi, bù ló ấy, là cứ để cho anh cái thằng cờ u cu. Rồi đâu có đó, thịt chó có mắm tôm. Úi giời ơi, lắm con bươm bướm rồi, lắm con mèn mẹt rồi. Ôi giời ơi, các bác ơi, sáng sớm ngày ra là em phải tranh thủ ra đồng một nát. Ôi giời ơi, đợt này thời tiết oi bức quá đi thôi. Đấy, ôi giời ơi, ôi giời ơi, hình như là có cái mùi gì nhỉ? Mùi gì lạ thế? Lại còn thoang thoảng, thôi thối ở đâu ấy nhỉ? Mùi gì lạ thế? Ôi giời ơi, ôi giời ơi, à, đây rồi, chính là nó đây rồi. Ơi giời ơi, thảo nào. Đấy các bác ạ, sáng sớm ngày ra em phải tranh thủ dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, xong chỉ đi ra đồng có một lát thôi, ấy thế mà có một bọc rác xuất hiện ngay ở đây. Các bác cho em hỏi, từ sáng đến giờ có ai vứt rác qua nhà em không ạ? Ôi giời ơi, 100% là nhà cái con mụ lứng đây mà. Tranh thủ lúc mình đi ra đồng một tí là nó lém rác qua nhà mình đây mà. Bà lứng ơi, bà lứng có nhà không đấy bà lứng ơi? Ờ thế bà điếc hả? Tôi nghe thấy có ai gọi bà lứng kia kìa. Tôi đang dở tay, ông ra đi cho tan say. Ôi giời ơi, ông bát này, ông bát ông cho tôi hỏi xem là cái bọc rác này có phải của nhà ông không? Uống với anh một ly. Đấy, say xỉn thế này đây. Đấy, ông xem có phải rác của nhà ông không? Cái này hả? Đấy. Phải, thì sao hả bà? Ôi ông im ngay, ông đi vào. Không phải bà lở nhá. Thế tôi hỏi lại lần nữa, bọc rác này có phải của nhà ông bà không? Không phải. Ơ cái nhà bà này buồn cười nhỉ. Bọc rác nhà bà sang ăn vạ nhà tôi. Thế nay mai cái bụng bà mà chửa trương phình phình ra bà cũng bắt đền tôi à? Thôi được rồi, tôi hỏi lại lần nữa, ông bà có nhận bọc rác này của nhà ông bà không? Đúng là cái đồ đàn bà. Không phải. Được rồi, ông bà không nhận chứ gì, tôi về tôi trách can.
Tôi về tôi check cam sẽ rõ. Thôi, ba mặt một lời ngay thôi. Tôi về tôi check cam. Chị Lỡ, chị Lỡ, từ đã. Thôi đi. Thôi, để đấy, để tôi nhỡ tay, tôi vớt. Ôi ôi. Nghĩa là bà nhận đọc xác này của nhà bà chứ gì? Tôi lỡ tay để lấy tôi vớt. Đấy, ngay từ ban đầu bà nhận đọc xác này của nhà bà thì đâu có đến nỗi hàng xóm chị em nhà mình vẫn thân tình như xưa. Đấy, từ nay giờ đi nhá, giữ gìn vệ sinh môi trường. Đấy, bây giờ đường làng ngõ xóm sạch sẽ, nông thôn đổi mới. Nhà bà cứ vứt xác bừa bãi, ô nhiễm môi trường. Tôi bảo này, 8 giờ tối mai bà có bận rộn gì không? 8 giờ hả? 8 giờ. Tối mai hả? Tối mai. 8 giờ. Tối mai. Đấy. 8 giờ. Đấy, tôi bảo này, đi ra nhà văn hóa với tôi, suốt ngày cứ ru rú ở cái xó bếp ý, chả biết gì cả. Đấy, bây giờ nhá, hình như là tối ngày mai ý, cán bộ phụ nữ người ta về, người ta tập huấn, làm rác thải men vi sinh vi khói gì đấy. Đấy, bà nhớ ra nhá. Tối mai hả? Tối mai đấy. Tối mai. Đấy, tối mai nhá. Thế tối mai bà đi, bà gọi tôi với nhá. Rồi. Ấy, hình như tôi nghe thấy ai gọi bà đấy. Bà ra xem đi. Bà ngồi đây. Rồi, để tôi vứt xác gọn gàng vào. Chết thật đấy. Mùi. Úi giời ơi. Úi giời ơi. Quý hoa quá. Hôm nay này này, rồng lại đến nhà tôm thế này. Cán bộ đi đâu lại hôm nay đến nhà em thế này? Mời cán bộ vào ngồi uống nước. Cô Lở chơi đây à? Chào cán bộ. Thôi thôi, không phải nước nôi gì đâu cô ạ. Tôi tranh thủ đến trao đổi với cô chút việc. Ừ, thế rồi cán tôi bộ còn phải đi không phải mấy hộ gia đình nữa, không thì muộn rồi cô ạ. Vâng, vâng, vâng. Cứ đi vào. Vừa qua là tôi cũng đi tập huấn về việc cái nghị định 178 dạ. Và Liên hiệp Phụ nữ tỉnh dạ. Trao đổi tuyên truyền về việc phân loại rác thải vâng. Từ để làm men vi sinh cô ạ. Và xã ta là vừa rồi cũng được công nhận là nông thôn mới kiểu mẫu để phát triển kinh tế. Có đầu tư cho vay vốn về chuyển đổi cây trồng từ cây lúa sang tiền. Cây ăn trái và ôi, các loại cây rau màu khác cô ạ. Thế cơ sở tôi thấy là ở nhiều hộ gia đình ở quê ta là cũng đã làm giàu lên từ cây ổi đấy. Đúng rồi. Cơ sở ta là đợt này là được 10 chỉ tiêu vay vốn. Thì xét thấy hộ cô chú cũng được nằm trong diện ưu tiên vay vốn đợt này. Thế à? Thế cô thấy thế nào? Ôi, thế thì tốt quá đi các bác ạ. Thế thì còn gì bằng nữa. Nhưng mà thưa mấy cán bộ, em chẳng giấu giếm gì. Đây, cái lão bát nhà em say xỉn tối ngày, không làm ăn gì cả. Một mình em, một lách năm đứa con, không làm gì được. Khổ lắm cán bộ bảo, nói khuyên giải giúp tôi chứ. Không thế này thì tôi chết. Thôi thế thì để tôi vào tham gia góp ý với chú ý xem sao cô nhá. Vâng. Chú bác ơi, chú đã tỉnh rượu chưa? Tôi có uống đâu mà say. Chú nghe tôi, liền từ bỏ rượu bia mà tập trung làm kinh tế chú ạ. Cũng tại là cái con mụn lứng nhà tôi này này, nó không chịu đẻ cho tôi cái thằng cu lối dõi tông đường. Rồi ôi. Cho nên là đấy, tôi đi ra ngoài gặp bạn bè ấy, thì chúng nó châm chọc kích bác. Tôi đi, đấy, mỗi khi có công có đi. Việc trong họ thì mọi người là kích bác rồi coi thường tôi, xếp tôi xuống ngồi mâm dưới. Các bác thấy xem. Nhục nhục lắm cán bộ. Sao được, một mình tôi đẻ thế cho nên là tôi mới mượn rượu giải sầu. Chứ tôi có báu bở gì cái rượu chè này đâu. Chú ạ, thời đại 4.0 mình không nên cổ hủ lạc hậu mà trọng nam khinh nữ. Con nào mà chả là con hả chú? Tôi thấy các cháu nhà chú, cháu nào cũng ngoan ngoãn học giỏi. Thôi chú nghe tôi, hãy dừng lại ở đây, không nên sinh thêm nữa. Đồng còn nghèo nhóc vất vả lắm chú đấy, ạ. Cán bộ mà nói phải tập trung vào làm kinh tế để lo cho các ăn cháu ăn học chú nhá. Từ nãy là nghe cán bộ phân tích ý, thì tôi cũng đã hiểu. Hóa ra là suốt mấy năm nay ý, với cái suy nghĩ cổ hủ lệch lạc, trọng nam khinh nữ mà tôi đã sống vô trách nhiệm với gia đình, làm khổ đấy, vợ khổ con. Xin cảm ơn cán bộ và cô hàng xóm tới lửa tắt đèn móa nhau. Đấy, hôm nay ý, là có cán bộ và cô hàng xóm ở đây này, tôi hứa là từ giờ là tôi sẽ từ bỏ rượu bia để cố gắng này. Là làm lại cuộc đời. Bu ló cho anh xin lỗi, từ giờ là anh hứa anh sẽ từ bỏ rượu bia để chăm lo đấy, cho mẹ con em tốt hơn. Đấy, ông cứ tỉnh ngộ ra sớm thì có phải là sướng không? Bao nhiêu tội lỗi tôi ra tha bằng hết tiền hệt 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 bằng tuột. Được rồi, anh biết rồi. Cảm ơn cán bộ quá. Không có cán bộ thì quả này thì tôi không biết làm thế nào nữa. Thế chú ý hứa rồi. Thế cô đã vui chưa? Ui,
Được thế này còn gì bằng cán bộ. Bây giờ chỉ có làm ăn kinh tế và nuôi con dạy con cho tốt thế là được. Thế chúng ta cùng quyết tâm đẩy lùi tệ nạn xã hội, tập trung xây dựng nông thôn mới ngày càng văn minh hiện đại hơn, cùng nhau